Mến chào cả nhà. Hôm nay mình đi xem cái vườn hoa cúc mâm xôi của Hàn Quốc. Màu sắc rất là đẹp luôn. Màu tím, màu vàng, màu hồng. Rực rỡ luôn. Bông đang bung nụ. Cây nào cây nấy nè, bung. Và ở đây là nhà vườn trồng đủ thứ loại hoa kiển hết. Thầy cái màu nữa nè. Này là màu tím sen. Còn màu đỏ rực nữa. Đây màu đỏ rực nè. Một chậu gì nè đang bung nở rất là nhiều luôn. Đỏ trông rất là đẹp luôn. Nhà vườn ở đây là bán giá sỉ là trung bình là khoảng 150. 150 một cặp. Là hai chậu á cả nhà. Đây màu sắc trơn á, đặc biệt là năm nay là cái màu đỏ với cái màu tím nè. Nhà vườn được nhà vườn trồng rất là nhiều luôn. Còn màu vàng truyền thống thì trồng ở ruộng rất là nhiều lắm. Một lát mình quay cho cả nhà xem. Rất là mê luôn. Trồng ở trên mặt ruộng. Đây. Ở đằng kia là hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền ở chỗ bông vàng rực hết. Mình mà muốn đi vào xem thì mình phải đi bằng xuồng. Bơi xuồng vào những cái luống hoa này chứ mình đi bộ không được. Nên mình quay đứng ở trên này, mình quay từ xa cho cả nhà xem. Này là ở dưới nước, ở trên là trồng hoa kiển. Xa xa là toàn là hoa đồng tiền rất là nhiều luôn, đủ màu sắc. Rực rỡ luôn đó, trên mặt nước nè. Rồi nhà vườn là tưới chăm sóc là thường nhà vườn đi trên xuồng, bơi xuồng để tham quan. Bên đây nữa nè, bên đây cũng có. Bên này là cúc mâm xôi. Hôm nay mình quay trước. Chứ hôm nay là bông nó đã nở rực rỡ hết rồi. Nó bung nụ, mình đang quay 2 tuần trước rồi, giờ mình mới đăng cho cả nhà xem nè. Nhà vườn trồng, mình không có thời gian. Giờ mình đăng lại cho cả nhà cùng xem. Ở đây trồng rất là nhiều loại luôn, không phải là hoa giấy không đâu. Mà hoa giấy rồi kiển lá, cúc mâm xôi, rồi vạn thọ, rồi sống đời, rồi cúc này nè, cúc thọ hương, nhiều thứ lắm cả nhà, rất là nhiều, loại nào cũng có. Cả nhà mua thì mình nó hơi sớm nên đang bung nụ, chứ hôm nay là bông lỡ bung to hết rồi, đẹp. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và kính chúc cả nhà luôn vui khỏe, may mắn, an lành. Bạn sự như ý.